Rồi. Bây giờ sao em ra được? Em xuống, em xuống trước rồi. Mọi người tới chưa? Dạ, đi vô trong chờ. Đợi xe bên đường á. Đâu, quay qua lên. Hello. Quay xe. Quay qua đâu? Đang đi vô quán luôn. Ngồi bàn này sáng hơn ha. Cho em dừa luôn đi anh ơi. Dạ. Ơ, cho bớt cái quạt xíu nữa. Em ngồi đây quạt nó thổi bay cái đầu luôn. Qua đây ngồi nè. Ngồi đây. Nó thổi. Dạ. Tác điện thoại Hồng Khoa, hai Hồng Khoa em đừng tắt rồi người ta coi bị em đừng lắc điện thoại người ta coi dạ mới vừa xuống sân bay và thèm ăn quán ngon cô em hoa hậu thời trang Lê Thùy Linh đưa Thảo Long đến đây cùng với Á hậu Hoàng Hải Ni nhiếp ảnh gia Huy Khiêm cùng đi chung với Thảo Long về Việt Nam chuyến này và mọi người đều có mặt ở đây đầy đủ hết. Hiện tại thì đang xe ở ngoài chưa vào, có gì một chút nữa sẽ livestream tiếp cho cả nhà xem nhé. Rất vui. Tắt nha. Khoan để em đem không quay mọi người à? Mọi người nhầm em nghĩ